Minasan, Minasan, Konnichiwa, o genki desu ka? wa Kankoku no Osaka kyou wa no Haju kara no Okina news o todeke shimasu. Arigatou gozaimasu. Haunsei o kamtamisa. Xếp hạng mỹ nhân phim cổ trang truyền hình 2020, ai là mỹ nhân phim cổ trang đẹp nhất cho đến nay được xác định bằng cách bỏ phiếu. Nếu bạn có bất kỳ ứng viên nào khác, vui lòng cho chúng tôi biết. Trong phần bình luận, chúng tôi sẽ thêm các mục vào lần sau. Vui lòng nhập tên nữ diễn viên mà có thể chẳng hạn như tên công việc và vai diễn. Thứ nhất là diễn viên Han Zuzu, Đông Di 2010 trong vai Dongji, Di. Những lần xuất hiện khác, Kimu Tobusan Sekai, Tông Di, Di sản Hoàng Súc Big ngày sinh 22 ngày tháng 2 năm 1987, chiều cao 1m72, 47kg. Và ngoài ra, giải thưởng trình diễn xuất sắc nhất lễ trao giải phim truyền hình nổi tiếng Hồng Kông 2011 giải thưởng nữ chính. Han Jung Ju du, ngoại hình phim truyền hình xếp hạng trang danh biệt Dora Demon của Hàn Quốc. Hình trang nghiêm trọng tư thế giọng nói hoàn hảo cho vị trí trong triều đình, thay đổi nhanh chóng từ hậu cận thành nữ quan thành Namia và khả năng diễn xuất toát nên sức mạnh cốt nói từ bên trong đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ nụ cười nhào nhĩ mà tôi thi thoảng thể hiện trong tác phẩm là dễ thương nhất. Tôi thường thấy nó trong các tác phẩm khác nên có lẽ đó là thói quen riêng của tôi. Và khi gặp khó khăn hoạn nạn, dù có gặp ngón tay vào miệng thì tôi cũng cảm thấy nó dễ thương. Nhưng rằng như nào một người phụ nữ trưởng thành, đó là được khuyến nghị của cô ấy mà tôi cũng muốn bạn chú ý tới nó. Và không khí gọn gàng và sạch sẽ, có một nơi dễ thương và thân thiện khá là đẹp trong bộ phim Tông Di. Tôi nghĩ cảm xúc hơi rượu dẫm và chu đáo của cô ấy rất hữu ích. Tony thường xuyên gặp rắc rối, nhưng tuyệt lần khi nước nào cô ấy cũng đủ thông minh để thoát khỏi sự kìm kẹp rất dễ thương ở Tony. Tôi quan tâm đến mọi thứ và theo đuổi nó, nên dù nhìn bao nhiêu cũng cảm thấy rung động về vai diễn. Tôi mong muốn được một người phụ nữ dễ thương và muốn bảo vệ. Vị trí thứ nhất năm 2019, vị trí thứ hai năm 2018. Han Ji Won, em press trong vai Sunian Ki ngày sinh 28 tháng 6 1978, các lần xuất hiện chính, con tàu BV, thời gian yêu song Jun hoàng hậu Ohana Sunja Giang. Khu vườn bí mật Kim Gia Giang, Kim Me và Meizu ở One 2017 giải thưởng hiệu suất MBC giải thưởng lớn. Arigato gozaimasu. Hau seo. Kampai